Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Royal Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Ngọc chuẩn bị chia tay gia đình để đi về Mỹ các bạn. Chỉ còn vài ngày thôi à. Nên là mẹ Ngọc đang nấu một cái món để có thể tẩm bổ Ngọc trước khi mà Ngọc lên đường đi về lại Mỹ. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip ngày hôm nay, coi mẹ Ngọc tẩm bổ Ngọc bằng cái món ăn gì nha. Mẹ Ngọc chuẩn bị làm tìm 4 con gà ác để ăn tẩm bổ các bạn ơi. Mẹ Ngọc đã ướp tỏi với hành với lại gì mẹ? Xin chào cả nhà. Đó là mình nấu tiềm thì mình ướp hành phi, tỏi phi, rồi tỏi tươi với hành tươi. Đó thì mình trộn chung gia vị, đường, muối, bột ngọt vô trong đây rồi cả nhà. Thì bây giờ mình bỏ vô mình chiên. Mình chiên xong rồi á, nó săn con gà lại rồi chút xíu nữa là mình nấu với nước dừa nha cả nhà. Rồi trong cái nước dừa thì mình có cho vô hai gói thuốc bắc cả nhà, để thuốc bắc nó ra cái mùi thơm, để nó không có bám với cái mùi gà mà gà nó mẹ là bữa nay là tẩm bổ con gái trước khi con gái về Mỹ đó. Cho chay lên máy bay, cho ngồi cho khỏe một chút ha, cho có sức khỏe tốt chút. Nè các bạn, mẹ mình sao hồi nãy giờ chiên, hồi nãy giờ con thấy chiên 15 phút á. Giờ mình chiên gà nó săn rồi nha cả nhà. Giờ mình bỏ vô cái nồi áp suất. Áp suất thì có gì tổng chưa? Chung nước, có nước dừa con. Nước dừa vậy là chi nước nó sẽ ngọt. Rồi nên giờ mẹ sẽ gấp gà, mẹ bỏ vô nồi áp suất, mẹ nấu cho nha. Gà có mỡ luôn nè. Thứ mỡ nè. Gà mập bóng luôn. Rồi bây giờ bỏ xong vô hết rồi các bạn, bây giờ sẽ bỏ thuốc bắc vô. Nguyên một cái hộp thuốc bắc là có này. Rất đáng. Đây, mua ngoài chợ. Bổ tiền thuốc bắc. Nấu lẩu dê được luôn. Bỏ mấy bịch mè, 1 hay 2? Bỏ 2 con. 1 bịch. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Thì đây các bạn ơi, sau một hồi nấu, hồi nãy giờ là mẹ nấu bao lâu mẹ? Mẹ nấu cũng cả tiếng à. Tại vì cái nồi áp suất mà mẹ hầm đi cũng nhiều cái tiếng ngộ à. Mẹ nấu có 15 phút cái mẹ rút chua ra mẹ để nó ấm từ từ. Cái mẹ không nấu nữa. Ninh trong cái nồi áp suất rồi. Ninh trong nồi áp suất cả tiếng, nhưng mà thực sự là cái thời gian nấu là chỉ có 15 phút. 15 phút con. Rồi, thì xin mời tất cả mọi người cùng dùng bữa ăn trưa với lại gia đình Ngọc. Bữa nay thì cũng chỉ có Ngọc với mẹ với chị Ngân thôi. Còn ba thì cũng đi công việc, Thanh Bảo cũng đi công việc luôn. Rồi thôi, mời cả nhà nha. Rồi, xin mời cả nhà. Đặc biệt là cái này con thấy mẹ là cho ăn chung với bún à. Chung với bún. Nấm là con. Bún với này nè. Cái nước súp thì chắc ngọt lắm đây. Để trong bún. Mẹ lấy đây mình lấy mấy chút xíu thôi. Chủ yếu cái này mình ăn gà. Đúng rồi. Này mình lấy bút tô bút mình thử rồi thôi chắc luôn á. Nấu lẩu gà mình chủ yếu ăn gà chứ không sợ. Mỗi người có muỗng riêng rồi phải không? Con lấy muỗng này con gấp nước súp à. Đúng rồi. Gấp nước súp chứ. Trời ơi. Mẹ nấu bằng nước dừa nên nước nó ngọt lắm đúng không? Quá ngọt luôn. Có nấm nữa ngon lắm. Có trứng non nè cả nhà. Cũng có luôn hả? Có luôn. Đã ta. Hả? Cũng được. Con trứng non đi. Trứng chiêu mà. Trứng chiêu mà. Chay ngủ rồi cô chú ơi. Nhờ vậy quay. Mới yên tâm làm video. Xin mời cả nhà. Không biết cô chú có coi cái video Jay Sky hồi ở bên kênh Jay chưa? Trời, cô đang nấu cái gì? Nấu tiếng gì? Nấu dài dài. Đây nè, cả nhà thấy có trứng non nè. Con ăn trứng nè. Dạ, có mẹ ăn đi. Có con luôn. Người ta con người ta biết nói mừng, mẹ Ngọc á là con biết nói tiếng Việt mừng dễ sợ. Mấy ngày nay về xuống nói quá là tiếng Việt rồi. Nói tiếng Việt mà nói dễ mình bất ngờ cả nhà ấy. Đúng vậy đó, nó mà làm mình bất ngờ. Đang chơi iPad rồi, hết pin rồi, xong luôn. Rồi. Xong luôn nha. Nó cái kiểu hài hài chứ không phải là nó nói bình thường. Như mấy như Vincent Bali là. Nó là kiểu hài hài đó, giống con y vậy đó. Nó kiểu hài hài mình nghe mình bắt cười. Rồi. Hết pin rồi, xong luôn. Con nít nó vậy á, nó bắt chước người nào gần nó nhất đó. Cách nói, cách ăn, cách nói là y chang. Ngon quá ta hả? Vừa ăn. Thôi quá mang được rồi, cái trứng non nước ngọt. Gà ác này mẹ mua chất lượng cả nhà. Con nó bự hơn gà tre, tính là con này bự hơn gà tre nữa. Bự hơn con. Đúng rồi. Bự hơn cả nhà. Mà khỏe lắm.
cái chợ của gần nhà mình nha. Người ta chỉ để một cái chuồng nhỏ vậy nè, mình lại cái mình mua con nào cái mình chỉ cái họ bắt con đó cái là họ đi làm cho mình. Nhìn con gã thì Ngọc biết không, là nhớ tới cái video một bữa hồi thời Ngọc cũng có bầu à. Ăn nguyên con gã cháo gã tao đùng đó nha, để thai đó, thai. Cái là lúc đó là con tự nấu của ông ta. Ghê không, mà lúc đó mẹ con gọi mẹ với bảo chị đó. Mà không có, con là mà con biết nấu biết làm, tại vì con lâu có quá, thời gian. Bỏ lâu quá mẹ. Có thời gian. Bỏ lâu quá Quỳnh. Lục nè. Chứ ngày xưa là lúc mới cưới được Quỳnh con nấu chay. Hồi xưa con chưa có chay thì con đi làm về con tự nấu ăn. Rồi sau này có chay nữa nên cái vấn đề mà thêm một cái về cái là có em bé rồi về cái nấu ăn nữa cả nhà nên nó buồn lắm. Ai có em bé sẽ hiểu cái cảnh như vậy. Con hả? Mẹ kể hồi trước là lúc mà Ngọc mới về hồi mà về làm dâu nhà Điều Vinh là vẫn có nấu gà tây cho ba mẹ ăn phải không? Được khen món ăn ngon nhất thế giới luôn vậy. Đó giờ lâu quá chưa có nướng con gà lần nào ở nhà. Gà tây nướng nhưng mà lần đầu tiên á, năm đầu tiên cái chồng dễ mua con gà tây về ướp nướng luôn, ai ăn cũng được khen. Mà lâu lâu á, chị Ngân hay coi lại mấy cái video đầu Ngọc thời mà có bầu á. Thời đó nhìn Ngọc rất là mắc cười. Ăn sầu riêng, ăn cái gì ta? Nhìn gà, mốt chứ tiếu không? Tiếu. Không biết sao á, lúc mà em có bầu á, cái tính tình em nó khác. Rồi cái con người nghiện của em nó cũng khác nữa, ngộ lắm. Rồi sau khi sanh con ra, cái tính tình người phụ nữ thay đổi là có thiệt nha mẹ. Nó khác nữa nha. Mà nó có, mày thấy có từ con đúng không? Khác lắm. Rồi mà mẹ nghĩ là cái sự khác đó nó sẽ là những đứa sau sẽ khác nữa hay là nó sẽ giữ vậy hay là mình không biết. Mẹ nghĩ là không sau này là con nếu có mẹ qua rồi con sinh em bé có mẹ thì con sẽ khác, bởi vì sinh em bé ra là có ba mẹ mình thứ nhất mình yên tâm, thứ hai là có ba mẹ ở nhà là vui vẻ, không có phải suy nghĩ, không có phải lo lắng về một cái gì điều gì. Tại vì á, lần đầu tiên Ngọc sinh em bé, chồng em bé mà không có người lớn cạnh bên á, nên là nó hay bị lo lắm, lo mình không biết phải làm sao cho đúng, làm sao cho nó dạng toàn á. Cái bé là cái tính tình từ từ khác thôi. Cho nên cái tính tình mình từ từ đó mình mệt mỏi, nhiều khi á, chồng em bé cực quá cũng mệt mỏi, cái nằm hơi cộc cằn. Ai cũng vậy, người phụ nữ nào cũng vậy. Không riêng gì mẹ mà cũng không riêng gì tụi con. Mình chăm em bé mà có một mình cái sự cực khổ, với lại nhiều khi mẹ hồi xưa biết là nhiều khi á hả, mình buồn ban đêm mình thức với em nhiều, ban ngày á mình buồn ngủ mà em chưa ngủ, mình mới ngủ bực, cho nên mình bực mình cho nên mình mệt mỏi dữ lắm, mệt từ cái chỗ mệt mỏi mà đâm ra quạo cái có vậy đó. Nói Ngọc này cái này là mất cười nè. Có cái này chị Ngân thấy thay đổi cực kỳ luôn. Ngoại hình, nhan sắc. Trời ơi, hồi đó bữa bự cho bá luôn, hồi đó lúc mà của con là lên 20kg. Không nhận. Nhưng mà đẻ ra xong rồi cái cực quá, không ăn không uống, không có đồ ăn gì nhiều quá, với lại quá cực nên là xuống lại. Cho nên mấy bà có mẹ là con là còn giữ nguyên số ký rồi. Cho nên em cái đó cô cũng thầm cảm ơn là có mẹ. Cho nên em lấy lại dáng nhanh cả nhà. Da dẻ nữa, hồi chứ mấy cái ăn sầu riêng cũng chết luôn, da sạm sạm. Sao đen thui vậy? Ăn thui nữa. Có bầu ai cũng đen thui, có bầu ai cũng bị đổi sắc hết á. Cho nên đó hả, lúc Ngọc có bầu to, đen. Đến chừng sinh em xong rồi mẹ lo lắm. Mẹ sợ nếu mà Ngọc đó, nó lùn mà mà nếu mà nó to giống như vậy nữa là nhìn khó xấu luôn cả nhà ơi. Hồi nãy khi mà con đi xuống bệnh viện Hồng Đức á, con bé đó nói trời ơi chị ở ngoài khác chứ trong hình quá, em tưởng chị là to cao ai ở ngoài chị có chút xíu mà chị lùn chút xíu. mà con thấy là có nhiều người nào 100% người nào nhiên bất ngờ ở ngoài con cũng nói trong già rồi mập rồi, nhưng mà ở ngoài thì nhỏ con ốm đó. Thì ở ngoài á, thì ai cũng nói đúng là con sinh năm 93, còn trong hình thì sinh năm 93 thì không 39 tính. Cười quá nhà, như cây chay cũng vậy nữa, ở trong hình thì nhìn to toàn múc múc múc
còn ở ngoài hả nhỏ xíu à. Nói chung hai mẹ con trai ở ngoài rất là to con ấy. Bữa đi đi khu vui chơi đó, ảnh chạy mà không biết ảnh đâu, ảnh to con quá, chạy to con quá. Tới hồi vô cái cô ghi bé kêu đọc tên bé, kêu đọc tên Jay Sky, thôi dơ. Trời ơi, bé chạy ở đây rồi, trời ơi, bé chạy vô đây rồi, trời. Vô không thấy luôn, không ai thấy. Không thấy thì xuất hiện luôn. Không thấy tên là không biết có bé chạy. Mà bữa nay Ngọc đi đâu là vẫn đẹp dữ lắm. Tối nay, tối nay em đi ăn với bạn. Chị tài bắt chị tài mấy cái đứa mà năm đứa mà đi Thái Lan chung với Ngọc á thì về rồi nên là phải đi ăn chị tài năm đứa bạn. Ngọc á thì ở Việt Nam chỉ có đúng năm đứa bạn thôi. Đúng rồi á, về rồi. Việt Nam là đi chơi đúng năm người từ hồi học phổ thông tới giờ cả nhà. Năm đứa bạn thôi. Mà thấy tóc em dạo này vậy là cái kiểu tóc này đẹp không mẹ? Dễ thương được, mình nó phóng mướt luôn. Ước gì á, ước gì có thể uống thiệt mà nó tự nhiên vậy, tại này đúng giả. Dạ. Nhưng mà biết sao, sẵn đây cũng nói luôn, cái này là tại vì do là dạo này em có uống một cái loại thuốc bọc tóc. Tại vì mọi người biết là khi mà đẻ con xong á là tóc rụng rất là nhiều, nên là có uống một loại thuốc bọc tóc mà em để trên phòng em á. Chị Ngân đâu có lên trên đường với chị Đông Thái thì sẵn đây giới thiệu với chị Ngân với mẹ luôn. Vậy đấy con thử luôn á. Ờ đúng rồi á, con coi Ngọc nó uống được không mua không, tại vì tóc của con rụng quá dễ chậm hai cho nên nhiều quá. Đúng rồi, con sao sau cái nó rụng tóc quá. Bây giờ em hãy gần là cho tất cả mọi người cùng coi trước. Đây, đây là cái sản phẩm mà viên uống trắng da nè. Đó, còn đây là cái mà hair tonic để mọc tóc. Rồi bây giờ mở bên trong cái hộp ra cho các bạn coi nha. À, đóng hộp rồi kia. Cái hộp cũng giá trị ha. Ừ. Này mà mua rồi ta tặng quà đó, có lý. Nói cái này tặng quà. Đó. Đây là cái hộp uống tóc mọc lên các bạn, rất là nhanh luôn. Còn đây là bên trong của cái viên uống trắng da. Em thấy em mua collagen ở Mỹ về nhiều, nhưng mà những cái hộp đó em thấy chưa có thích hợp với nhà mình với em. Còn cái tóc kia luôn á. Trong đây còn khoảng 3 mấy viên á chị Ngân, để uống thử coi sao. Ngày uống mấy viên? Ngày uống từ 2 tới 4 viên á. Các bạn, cái loại thuốc mà để mọc tóc á thì đây Ngọc sẽ đọc cái lên mạng, Ngọc sạch cái thành phần cho các bạn cùng xem để Ngọc đọc cho chính xác 100%. Cái này gọi là hair tonic nè, có thành phần là cinetin nhập khẩu 100% của Pháp nè, giảm gãy rụng gấp 4 lần. Rồi sau một quá trình xài là tóc con mọc nè. Đó, giúp tóc chắc khỏe dày, rồi cung cấp vitamin cho tóc thôi. Thì đây là một cái thành phần mà nói chung là thuốc bổ cho tóc. Rồi, còn cái thành phần mà cái viên mà trắng da đó, cái viên thành phần collagen được nhập khẩu 100% từ Mỹ. Rồi khi mà các bạn sau một liệu trình các bạn uống khoảng một hộp á thì là da các bạn sẽ lên 2 tới 3 tông màu, rồi làm cái da căng nè, da mướt lên nè, trong đây ghi nè, cung cấp độ ẩm với lại phải có điều hòa nội tiết tố bên trong cơ thể. Mỗi ngày uống từ 2 tới 4 viên. Rồi nếu mà tất cả các bạn muốn biết thêm về sản phẩm hoặc là mua sản phẩm thì Ngọc sẽ để cái link Facebook ở dưới đây để các bạn có thể liên hệ mua sản phẩm dễ hơn. Chị Ngân, còn cái hộp này của em là còn 3 mấy viên trong đó, thì khi mà em đi á để là Chị Ngân uống thử. Để Chị Ngân uống thử rồi không? Chị Ngân order về mẹ Chị Ngân uống chung. Bữa mà uống collagen rồi đó. Thì không, em uống collagen gì mất trời. Em thấy cũng không có hiệu quả nhiều để thử lần này thử cái loại. Mà chị Ngân thấy là đi lên phòng em á, chị Ngân thấy không có tóc rụng không? Đúng rồi. Mẹ nói không? Chơi qua mấy phòng của mẹ với chị Ngân tóc rụng dữ lắm. Vậy mà lên, ủa ta xuống lúc nào Ngọc cũng dọn sao phòng nó không có tóc. À, yếu ra từ biến rồi. Phòng chị Ngân lúc nào cũng có tóc cả nhà. Tại vì sinh con xong cứ bắt đầu bị rụng tóc. Nó lên bắt đầu nên bị chỉ để chỉ chỉ nè. Tóc con mái ở đằng trước chậm chậm đó. Em ăn hả? Ngon nghe hả? Ngọt từ nước dừa thì ngon. Mà đặc biệt là không có nghe thuốc bắc. Không nghe thuốc bắc. Nói nhìn Ngọc mặt nè. Gái như đây mới nhìn có làm sao nè. Gái này sắp về nhà rồi cả nhà ơi. Mình buồn lắm. Nó chưa về á. Trong cái điều này á thì mình nghĩ người mẹ nào cũng giống như mình á. Nó chưa về á thì trong đếm từng ngày đến chừng nó về à, nó về chơi thì vui xong giờ đó nó đi á thì mình cũng buồn lắm. Nhưng mà tại vì cái điều kiện cái hoàn cảnh như vậy á thì thôi mình cũng phải chịu thôi. Tha hương cầu Phật không? Mình cũng phải chịu thôi cả nhà.
thì mình cũng mong thời gian nó qua mau đi để có cái cơ hội tốt tới cái mình cũng sẽ qua ở với con với cháu. Rồi đến lúc đó qua ở với con với cháu ở bên kia thì lại nhớ hai vợ chồng Ngân với mấy đứa nhỏ bên này cả nhà, nên mình lúc nào mình cũng trăn trở lắm. Tội nghiệp ở bên đây nói thì nói như vậy chứ hai vợ chồng con bên đây dù gì cũng con bà ngoại mấy gì mấy cậu bên đây, còn như Ngọc ở bên bển nó có ai đâu, nên nó mẹ thấy hả thương lắm, thương mẹ con lắm. Nhưng mà tính ra ví dụ như là ở Việt Nam với Mỹ mà cách xa nhưng mà nó bất tiện, là ví dụ như tụi con xảy ra chuyện gì hay bất cứ lúc nào Ngọc muốn về thăm tụi con cũng được, nhưng mà khi mà Ngọc ốm đau hơn gì á tụi con muốn qua là cũng được, đâu có qua nó bất khả kháng, bởi vậy nó bởi vậy làm cho mẹ căng trở, làm cho mẹ nhớ là như vậy. Chứ hả nếu mà ở đâu xa xôi cách mấy, nếu mà cái điều kiện nó dễ thì mình cũng có thể mình đi thăm đi được, mình nhớ là mình đi thăm được. Bởi vậy như để mẹ kể con nghe, như hồi xưa ông nội đi xuống hỏi cưới mẹ cho ba đó, bà ngoại thì bà ngoại bệnh nên ngồi chỗ đâu có đi được, cái bà ngoại nói hả tôi thì bệnh đau, tôi ngồi con chỗ mà tôi không có muốn gả con xa. Lúc mà con tôi nó mà ngặt khá thì nó mới có tiền để về thăm tôi, còn nếu mà hả con tôi không mặn ăn không có tiền rồi nó không có về thăm tôi được, mà lúc tôi nhớ con tôi không có hai cái chân nên tôi cũng không đi thăm con được, nên là rồi ông nội nói gì đi các nghe, nên là bà ngoại không có chịu gả mẹ cho ba. Ông nội ông nội nói chứ chị yên tâm đi không có sao quá, tôi có là hai dâu rồi không có làm dâu gì trơn á. Bây giờ chị gả con chị cho con trai tôi đi, rồi sau này nó muốn ở đây với anh chị cũng được, hoặc là nó muốn theo chồng buôn bán làm ăn rồi lâu lâu về với anh chị cũng được, chứ tôi không có biểu làm dâu đó, nên bà ngoại mới gả mẹ cho ba. Mình nói cả nhà nhắc kỷ niệm xưa cả nhà nghe như vậy á đó. Thì bây giờ con gái mình cũng vậy, phải cái chỗ mà có thể mình đi thăm con dễ dàng được đó, thì mình cũng không có buồn gì mấy, lúc mình nhớ con nhớ cháu mình đi thăm. Còn cái điều kiện con mình nó ở cái nơi mà không đi được cả nhà ơi, chị mình chỉ có chờ nó về thôi, cho nên là hả tội nghiệp dữ lắm. Ở qua bên đó mấy tháng mình ở mình biết con mình nó hiu quạnh cô đơn như thế nào nên mình thương lắm. Nói chung là giờ là tâm trạng của mẹ là chỉ có chờ con đi về thăm thôi. Không, nói chung là giờ tâm trạng như mẹ chỉ một ngắn gọn như một chữ buồn. Thôi nên là bây giờ nếu mà cứ tiếp tục nói qua là hồi nãy giờ là sẽ ngồi khóc đó. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này với những cái chia sẻ của mẹ Ngọc. Làm cái món này mọi người nào ăn mà mệt mệt mà trong cơ thể thì có thể làm cái món này ăn để bồi bổ sức khỏe. Rồi hai cái lọ thuốc này các bạn nào mà muốn mà mua thử đó, Ngọc sẽ để cái link bên dưới để số điện thoại và cái link Facebook để các mọi người có thể mua và xài thử nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người chắc ở Mỹ quá. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.